Tại điều 31 thì có quy định là Ủy ban Nhân dân tỉnh phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng đối với ba cái khoản, ba điểm CGD tại điều 29 của luật nhà ở sửa đổi lần này. Thế thì tôi thấy rằng là không rõ rằng là cái việc này, cái việc mà yêu cầu Ủy ban tỉnh phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi thông qua cái chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở địa phương thì nó có thực sự là thỏa mãn được với cái mong muốn và quan điểm của chúng ta về việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương hay không? Đấy là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai thì chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương cũng đã được căn cứ vào cái chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, mà chiến lược phát triển nhà ở quốc gia chính do Bộ Xây dựng là người chủ trì đấy và trình để Thủ tướng Chính phủ thông qua. Thế cho nên là cái việc mà chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở địa phương đã được căn cứ vào những cái nguyên tắc, điều kiện, nội dung mà chính do Bộ Xây dựng đã quyết định trước đây rồi, người chủ trì trước đây rồi, thì có lẽ có cần thiết phải là một lần nữa địa phương lại phải xin ý kiến Bộ Xây dựng. Như vậy coi như là địa phương phải xin ý kiến Bộ Xây dựng hai lần, một lần từ cái căn cứ là cái chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, lần thứ hai là trực tiếp xin ý kiến của Bộ Xây dựng. Thế thì như vậy thì cũng sẽ là mất thời gian của địa phương nhiều hơn. Và cái việc chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở địa phương, đây sẽ là một cái căn cứ để mà phát triển, mà thông qua chấp nhận các chủ trương đầu tư, các dự án phát triển nhà ở địa phương. Nếu mà cái chương trình và kế hoạch này còn phải mất thêm một thời gian, một lần nữa xin ý kiến của Bộ Xây dựng, thì sẽ kéo dài thời gian để mà thông qua cái chương trình và kế hoạch, dẫn đến cái việc các dự án chương trình phát triển nhà ở địa phương có khả năng sẽ bị kéo dài thêm thời gian.